Hãy mường tượng một thế giới nơi những đứa trẻ có thể trở thành những gì chúng muốn, nơi các em có thể ăn uống đầy đủ. Nhờ các bạn, hơn 650 triệu bữa ăn Vitamil đã được phân phối tới những trẻ em đói kém khắp thế giới. Chương trình nuôi dưỡng trẻ thơ được tạo ra năm 2002 và anh chị em đã hưởng ứng với lòng trắc ẩn và sự hào phóng. Không những chúng ta giúp những bữa ăn cho trẻ em ở châu Phi, Trung Quốc, Đông Nam Á và Nam Mỹ mà còn giúp các em cơ hội phát triển. Đó chính là một cột mốc quan trọng và chúng ta chỉ mới bắt đầu. Hãy tiếp tục cùng nhau thay đổi thế giới, từng chén một, từng trẻ em một. Ở Nu Skin, chúng tôi là những người lạc quan và thực tế. Khi chúng tôi thấy một vấn đề, chúng tôi đưa ra giải pháp lâu bền. Chương trình Nourish the Children, nuôi dưỡng trẻ thơ, không phải là một chương trình thiện nguyện. Đó là một chương trình thông minh có lợi nhuận được tạo ra để làm giảm nạn đói và suy dinh dưỡng của các trẻ em mỗi ngày. Chúng tôi đã giúp hơn 120.000 trẻ em với các bữa ăn đầy chất dinh dưỡng ở những trường học. Kinh tế vùng cũng được hưởng lợi vì công việc sẽ được tạo ra trong quá trình sản xuất Vitamil. Chúng tôi có những thay đổi để làm cho chương trình tốt hơn. Khi bạn mua 10 hay 30 bữa ăn, bạn đang ươm mầm tương lai cho một đứa trẻ. Và mỗi lần bạn mua thì chúng ta cũng đang đóng góp cho chương trình Nu Skin Force for Good. Hãy tiếp tục cùng nhau thay đổi thế giới, từng chén một, từng trẻ em một.